mất mất đá bẹt rồi. Bây giờ nó mất hẳn đá bẹt rồi. Có thể là hiện tại là đem dùng không truy cập được vào hệ thống đá bẹt nữa. Đọc lỗi ở trong hệ thống động cơ và đồng hồ thì nó bảo là không có giao tiếp với cái hộp đá bẹt của anh. Lốp nữa anh có điện thoại không? Ừ. Anh điện thoại anh chụp lại cho em những cái lỗi này.